Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Tân Thạnh của Long An các bạn. Ở đây thì mình được biết về một cái hoàn cảnh hy hữu mà cách đây không lâu các bạn, thì một gia đình này có 3 người đi đồng, đi ruộng đấy các bạn, thì không hiểu lý do vì sao thì bị sét đánh, gọi là bị trời đánh. Thì trong 3 người đó thì một người chết, còn lại thì 2 người kia thì bị thương. Sau đó thì gia đình quá khó khăn cho nên là phải đi xin quan tài để về làm ma cũng như chôn cất cho người xấu số đó các bạn. Thì bây giờ mình mới ghé để mình tìm hiểu về cái gia đình này xem như thế nào, để chia sẻ cho mọi người biết nhé. Mấy cái nhà nào đây, cái nhà bên này hay sao này. Ngày đầu thì cái cuộc sống của gia đình này khá là khổ các bạn. Không mà không biết là cái nhà nào. Chín ơi, cái nào vậy? Ủa có chị Chín bên đây không? Dạ, à, dạ bên đây, bên đây, bên đây. Hình như nhà này. Chín ơi, đây à? Không, ngồi không thấy. Em chào chị. Ủa là chú mới mất rồi cơ? Hơn nửa tháng. Dạ dạ. Là hôm đấy như thế nào mà chú mất rồi cô? Đi mần. Đi mần á? À, đi mần cũng dắt này này, mưa như vậy nè. À. Mà hồi đó là bữa đó là 12 giờ. Cho con bỏ cái này. À, bữa đó 12 giờ mấy. Rồi cái ở nhà bữa đó cháu ngoại nó cũng bệnh. Dạ. Nó bệnh cái tôi đi bình thường thì mình đi thì đợi ổng về mới đi. Dạ. Cái nó thôi bữa nay thôi để thôi bà ngoại chở con đi cũng khiến chứ đó giờ đi ổng không à. Ông ngoại chở con đi khám bệnh chứ đợi ông ngoại về lâu lắm con ơi. Ông ngoại về chiều tối thui rồi thôi để con ông ngoại chở con đi. Đi về cái lo lúc cháu cái ăn lần tôi uống thuốc. Cho uống thuốc cái nhỏ cháu đằng quán đằng chạy lại nó gì Năm ơi. Những năm bị trời sét đánh chết rồi. Nó nói trời ơi mày đừng nói bậy mày. Ông vụ đó ông chửi lắm nha đừng nói bậy nha con. Trời ơi bà điện cho bên mợ hai là chị dâu con đó cô. Điện bản coi điện bản không ai bắt máy trơn cái nhỏ kế bên chị Năm ơi chị qua đây em chở bản về nói Năm chết thiệt rồi. Qua bển là nằm nhà, kéo ông về nằm nhà nhỏ cháu rồi. Còn cái 5 năm trước nữa cô mà về tới nhà. Rồi con mới la lên nói sao không chở ông đi. Cái anh ruột con nói trời nó chết rồi mẹ ơi. Mình chở đi đâu? Con chết tại trận luôn. Tại chỗ luôn cô. Có nghĩa là hôm đấy là mấy người đi cô? Đi 3 người. Đi 3 người. Một thằng cháu ruột, cháu ruột của cô. Rồi thằng cháu bà con. Nó cũng đi mần vậy đó. Rồi nên là mà hai thằng kia thì cũng hết hồn bất tỉnh luôn đi ra bệnh viện. Nằm bữa trước đó sao rồi khẽ cho về. Về rồi ông chồng cũng chết tại chỗ. Có nghĩa là 3 người đi trên một xe hay là như thế nào? Đi bằng ấy. 3 người đi bộ. Đi bộ đẩy xuồng, đẩy xuồng với kinh đó cô đi đào khoai mỡ. À. Tại vì mấy tháng rồi ông nằm ở nhà ông thất nghiệp không có chuyện gì mần. Cái sau thằng cháu nó điện qua những năm nhưng ở không móc củ cho con, móc củ khoai á, rồi ông mới đi, ông đi đó rồi về khoảng 5 năm trước về tới nhà cô. À. Mà vậy đó rồi. Vậy là 3 người lúc đấy là đang ở dưới sông. Thằng 3 người mà ổng thì ổng kéo giữa. Còn người 3 người cũng kéo xuồng cũng chung đi một đường con cống vậy đó mà ổng kéo giữa rồi hai người kia đứa đằng đầu. À. Nó mà sao? Có nghĩa là cái xuồng nó dài, một người ở giữa hai người ở đầu là người ở giữa bị đánh chết. Người ở giữa bị đánh chết. Mà thằng cháu thì nói ổng rất sợ dây ổng khum xuống lụm rồi sao con dòm lại thì thấy cục lửa nó ngay ổng luôn ở trảnh chụp xuống nữa là chết tại chỗ không có trắng trôi ra mà cái mở mắt mở gì đánh cái nằm tại chỗ luôn không có tại chỗ luôn cái luồng điện nó về quần áo rách tưa tải trơn mà mình mẩy ổng là trái cũng hơi nám nám chứ không có nám nhiều mà như cái khô người ta nói như ổng ướt á cô rồi không có trái nhiều rồi cái thằng cháu nó về tới nhà nó kêu cha nó làm một cả nửa tiếng nó mới về kêu nó kiểu nó cũng bất tỉnh ở dưới á thằng kia nó chạy sẵn về nhà nó nhà ở trong này chạy sẵn trại sản ở trên rồi không biết ông nằm đâu luôn vậy la làng rồi bà con này xuống thấy cái chuồng đó biết ông nằm đó kéo ông về. À nếu vậy theo như con nghĩ là lơ ngớ là lúc đó là nhiều khi sét đánh xong bắt đầu bị nằm dưới nước luôn
Lúc đấy mà biết mà đưa lên trên xong bắt đầu cho cái mặt ngửa lên trời cho ngân người ngâm dưới nước á, vậy là sống. Còn ví dụ như để cả 30 phút rồi lúc đấy là chút chết ngạt. Đúng rồi, lúc đó biết. Nếu mà biết sáng hết trơn rồi cho nên là mấy chết ngạt. Mà thằng cháu nó bất tỉnh rồi, nó cũng bị sụi nguyên cánh tay này nè, nằm mấy ngày trời có thằng kia bữa trước cái sao về. Còn nằm mấy ngày trời vô nước biển nữa cô. Rồi về. Vậy là chú mất là hai người kia là bị thương. Hai người kia bị thương. Mà hai người kia thì khỏe, cũng không có gì, hồi vô nước biển thì cái nó hồi phục lại rồi nó cũng khỏe bình thường, còn không chết tại chỗ luôn. Khổ luôn mà cô ơi, mà sao ổng như phải như hồi đó giờ ổng có trăng trối ổng nói ổng chết rồi kia mình còn không buồn cô. Còn ngày tự nhiên là đi ra đi mần cái là bị cái là đi mần vui vẻ vậy không có gì đâu. Bởi đây ai cũng khóc lắm cô ơi. Nói sao tự nhiên cái hồi đó ở đây ai cũng thương ổng trơn tôi. Nó không chết cái cầu ai cũng náo động. Tới nay người này cũng ghé hỏi thăm chưa ghé hỏi thăm. Rồi cô ta nói khổ cô ơi, nhà cũng không đất điền bà ơi, ổng gần nhà ổng điểm chính đó. Còn thêm có đứa gái lớn con nó bị huyết tật nữa, nó con đó. Con nuôi từ nhỏ lớn có chồng cũng không được hạnh phúc giờ. Con nuôi từ nhỏ lớn luôn đó. Tôi rồi cái người con cái tật của chị đâu rồi? Nó đi mặn mặn mặn, nó không biết chữ nó mặn chứ không được cái lương cao nữa. Mà giờ ổng đi mặn. Là chú là mất là thiêu hay là chôn con? À, xin thằng em cho nằm bên đất của cha mẹ. Chứ cô không có đất. Xin thằng em sao nó cũng thương ổng nó cho cô chứ cũng định là thiêu. Vậy là chôn ở trên đất của bên 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 của cô. Bên nhà cô. Xin nó. Xui ha. Theo như nghĩ bởi vì ba người bị đánh mà ba người đều bị cả là lúc đó là giống hoảng bỏ chạy. Không ai nhìn thấy ai. Cho nên là chú nó lúc đấy ổng lắm mà ổng không có lên tiếng, nó không biết ổng nằm đâu luôn, nó hết hồn rồi cô ơi. Hết hồn tại đúng bữa đó nổ cái đùng cũng lớn lắm. Còn nó hết hồn. Dạ. Nếu như mà ví dụ như phải biết là có người nào bình tĩnh ví dụ như để lấy xong bắt đầu cho người nửa người ngâm ở dưới nước rồi để mới ngửa cái mặt lên thôi. Vậy đó hả? Thì điện nó mới ra nước thì lúc đấy người mới sống. Nói vậy đó cô. Theo như con nghĩ là như vậy. Mà thường ví dụ như đi trời mưa con cũng la lắm, qua bển thấy ông nằm vậy đó mà con la nó trời ơi sao không chở ông đi, ai cũng nói chết rồi chở đi. Nó ra má bỏ tay cô. Về tới nhà ra má bỏ tay quá chừng luôn. Mà trong khi một hồi lâu lắm mới kéo ông về tới đây. Nó rồi anh em ở sớm bển nó rồi mình khiêng ông về tắm rửa ông á. Khi em về đây mới mặc đồ. Là cái đồ là cháy hết luôn không? Cháy trơn à. Quần là nha. Cái quần thì lõn ổng ra nè. Bấy nhầy ra, quần dài bấy nhầy, cái nó không bấy nhầy ra vậy. Mà cái đồ đấy chắc đốt rồi không? Đốt. Bữa đó về anh em hồi tẩn ổng rồi anh em cũng chấm nhau đốt luôn. Thường là ví dụ đi trời mưa hoặc trời sấm sét là những người ngồi giữa là dễ bị đó. Vậy đó hả chú? Theo như con nghĩ là như vậy á. Bởi mà đằng này cũng nói sao thằng đầu không bị mà thằng giữa nó bị mới chết, thằng sau cũng tại từ đâu. Hồi nhỏ con nghe những ông bà giống kể lại đứa nào đi giữa là đứa bị sét đánh. Hồi nhỏ cho nên là cứ trời mưa dông là đâu đứa nào dám đi giữa đâu, đứa nào cũng chạy lên đầu. Bây giờ ở đây từ hôm ông chồng con vậy giờ ở đây hết chắc cô rồi giờ tại chứ mưa là tao nói mặn cỡ nào không ai dám ra về đâu. Không ai dám ở trơn ra đường vào trong nhà nơi này bên sông bên đào khoai á giờ ai cũng quýnh chạy về chứ. Sét đánh là giống như là một cái giống một cái đám mây vậy đó. Là giống như nó là một cái bản thân mình là một cái điện tích dương này. Xong đó cái đám mây đấy là điện tích âm. Xong hai cái nó cái mây nó cứ bay là tà vậy, nó đụng vào đâu nó đánh đấy à. Giống như nó là một cái nguồn điện đó. Bởi ai cũng có nguồn điện xui cho ổng chứ đi ba thằng mà sao ổng bị nặng nó vậy. Rồi hai người kia là ở đâu cô? Hai người kia thằng cháu ruột ở bên sông, cháu họ này nó ở trong này một chút. Nó khỏe hay đó, nó khỏe giờ nó đi mần cũng ào ào chảy, nó cũng hết hồn cô ơi, hết hồn. Nói chung là sẽ đánh nhà mặn bất tỉnh rồi, có mình chồng con là nặng thôi đó. Cái điều là mình có nghĩa là khi mà mình ngồi ở đây nhưng mà bên kia bị đánh là mình đã sợ rồi, chứ đừng nói là đánh ngay cái bên. Đúng rồi đó. Mình nghe mà đánh cái bình cái là mình cũng muốn đã hết hồn rồi. Dạ bữa đó lớn. Chú là tên gì cô? Ông Lái. Chú Lái. Ở đây là ổng bên ổng thứ 8 mà lại con đây thứ 5 mà kêu ổng năm lái. Là chú là bao nhiêu tuổi? Ông này 58 tuổi. 58 tuổi, vậy là đánh là bị ở dưới sông luôn, đánh xong là chìm dưới sông luôn. Nghe nói vậy đó rồi mấy ổng vớt lên. Rồi đằng này la qua cô la dữ lắm, cô nói trời ơi chở ông đi, cái nó chết tại chỗ rồi con mới thấy ra má lỗ tai á, con mới hết la đem ông về đây còn ra má lỗ tai. Cái người ta nói chắc quánh trúng ngay tim hả, ngay đầu ổng gì á. Điền nó chạm cái là nó vậy đó cô, người ta nói trời đánh con rồi con trách hoài, con nói trời ơi phải bữa đó chở ông đi thử coi sao. Tại vì nhỏ cháu nè, ở gần nè, hồi đó nó đi đồng á, nó cũng đi, dưới nhỏ kia giữ chim,
Dạ. Mà lúc giữ chim rồi á là quýnh nó chết rồi, nhỏ kia cũng chạy sáng luôn, nhỏ đó giờ cũng 4 mấy tuổi, 6 mấy tuổi rồi đó. Trời ơi. Ờ. Dạ. Ừ, vậy đó. Nhỏ khi chết mà chị không có gì. Không, không dạ. Có gì. Cũng bất tỉnh vậy, cũng chạy sáng vậy đó. Dạ. Nghe người ta nói là ví dụ như sếp, nếu mà sếp đánh á, là ví dụ như thế là mình cho ngâm nước. Mình ngâm cái nước để nó hở một cái mặt lên thôi. Vậy đó ha. Sếp đánh hay là điện ta, điện giật ta. Mà lúc đó sáng hoài, chạy hoài. Nghe nói mấy anh bên bển đó thì nói người ta bài tu sình gì đó cô. Bởi mình mấy ổng tu sình, sình không về cái ở đấy. Ổng chết luôn rồi mấy tắm rửa rồi đem về lên mấy mặc đồ. Mấy ổng bển nói chứ con bối gối, con có mấy. Mấy ổng nói về, tao tu sình, tao hôi hấp lắm mà có sống đâu, nói vậy. Đi tại đánh rồi đâu có sống. Rồi 10 con người bên cũng... bển sát đó, chị Năm. Ừ, 10 người. Trai Út đó, trai thứ mà. Xui à. Nên là có nghĩa là bao nhiêu người mới bị một người chứ, phải là cái số. Cái số vậy rồi. Dạ dạ. Chị em nghe nói vậy nè, nó hô ảnh lấy điện thoại để lên đầu ổng bị có. Ổng hồi đó, hồi đó giờ ổng đi mần ổng đem điện thoại ra không? Ổng đem điện thoại không, tại giờ ổng đi mần này mần kia, là người này điện, người kia điện cho đi dắt lúa rồi bóc giác rồi đó. Nghĩa là ổng đi mần vậy đó, ai điện là đi rồi cái ngưng lại đi bóc giác rồi đi mần chỗ này nọ vậy đó. Rồi cái bữa lúc nào ổng về thì chị tôi cũng thấy cái điện thoại trong cái tủ cơm ổng đó. Mà bữa đó hãm hoàng á, làm điện anh em ổng chết rồi, điện anh em ổng á. Thì kiếm trong tủ cơm không có. Rồi mới lục trong nón, cái nón này ổng đội đầu mà có đâu. Không có, rồi điện thoại cũng không nghe, đổ chuông, đổ bọng gì trơn. Rồi cái này mà mấy anh này bản chắc nói là cái thằng cháu đi mà thì nó nói là hồi sáng này ổng bỏ tủ cơm mà ổng biết trưa. Rồi tại trời mưa ổng có bỏ túi ổng không, bình thường nó mưa bỏ túi cô. Ổng ấy là ổng bỏ lên đầu, mấy đứa này mần với ổng hoài, nó nói là bình thường mưa quá thì ổng bỏ trên đầu. Ổng quấn bọc mũ lại. Mà không biết bữa đó là ổng bỏ túi, không bỏ lên đầu, con không biết. Phải có khả năng rớt xuống. Mà trong cái tụng cơm thì không có cái điện thoại, lục cái tụng cơm. Là điện thoại cũng không thấy luôn. Ừ, không thấy tới nay luôn. Điện lắm, ở bạn mấy đứa cháu. Nát luôn rồi đó chứ gì. Thì con cũng không biết làm sao luôn, mất cái điện thoại. Và mấy đứa cháu nó cũng xuống hoài à. Nó xuống nó điện, đặng coi đổ chuông, đặng chỗ nào nó lụm mà không có. À. Không có biết chỗ nào đâu. Vậy là cũng có khả năng biết đâu nhiều khi điện thoại ở trong túi mà có sóng điện thoại á. À, không biết thì sao, nói vậy đó mà. Nói chung thì chỉ nghe nói vậy thôi chứ còn mình chưa biết rồi. À, thì có, ổng có đem điện thoại, sáng mần có đem điện thoại. Tại giờ ổng đi chừng khoảng, ổng mần là 5 giờ xuống tới ruộng ở cô, tại giờ mần 12 giờ về không mà. Thì con mới điện nói bộ ông cho cá phong hay gì là thằng em ruột của con á. Ổng nói ừ thôi cho nó đi em ơi. Nó, bảy thằng cháu ruột nó là sáng nghe bả điện ổng gõ gàng có điện thoại. Mà lý do là điện thoại không biết bỏ túi hay là không bỏ lên đầu, không biết là người ta nói chắc nghi nó đội lên đầu mình để chạm, nói vậy chứ không gành luôn cô. Rồi nhà mình ở đây chủ yếu là chú là người lao động chính rồi cơ. Ờ, không lao động chính từ xưa rồi ông mần. Nhà mình làm nghề gì để sống rồi? Thì là ông đi mần mướn bóc giác rồi vậy đó. Ờ. Ừ, nhà đây có phải đất mình không? Đất này đất ở đậu mà. Ở đậu á? Ở đậu mà, nhà nước hôm đó làm rào lúc ngoài đó đó. Nó đuổi đuổi thét con vợ vô tới này đó gì. Đuổi đuổi nó không cho mình làm lúc ngoài đó. Ừ. Hai đứa gọi thằng trai nó mới mãn nghĩa vụ hôm nay hồi năm rồi mà nó lên mà phố mận cũng chưa ổn định, vừa học vừa làm chưa ổn định nữa cô ơi. Rồi cô coi giờ ổng chết rồi, bởi tối ngày khóc nhớ ông ngoại khóc. Nhớ ngoại. Có nghe chuồng phục cực mới nói ông ngoại về đó, ngoại không ngoại về đó. Có. Con nhiều khi con nhát. Con nghe con nói. Con nói thôi con ơi ông ngoại mất rồi đừng có nhát. Nó lên đút cơm á, nó kêu ổng mà ông lái không à, nhỏ lớn kêu ông lái không, nghe con kêu nó kêu ông lái không. Ông lái á, ông lái con nấu con cúng cơm lái cho ông lái về ông lái ăn nha. Ông lái chết rồi hả? Con đừng uống, nó kêu ông lái không à. Mẹ ơi. Thôi đem đi đi. Nhưng mà trời ơi. Con nghe nói mấy người bị sát đánh là thiệt lắm. Thì ở đây người ta nói thấy thấy ổng lắm rồi đó, mà con thấy con à? Thấy ổng ổng về. Có nghĩa là những người ở đây thì nói là thấy. Thấy ổng. Còn cô là cô chưa thấy. Rồi cô chưa thấy mà điều cái cách ổng về ổng thăm nhà con biết. Tại vì con không dám nói. Ổng dám nói sợ, sợ mấy đứa này nó sợ. Sợ đi với mình con ở nhà ông chết luôn á. Tại sao? Nó vậy ổng về dạng như mình hồi đó thì dắt 2 giờ mấy ổng đi đặt 12 cái ngục của cô, cũng đi đổ. Dắt đó mình nghe xuồng cụp cụp cụp. À. Mình nghĩ là chắc ổng về. À. Cái con cũng hơi sợ cái gì mấy đứa con nó nói mẹ ơi bà đừng có sợ đã tụi con vậy bà nói hôm qua đi ai hạt cái mấy cái nó hồi bà chồng bà sợ gì vậy chứ người ta nó chết đó cũng linh lắm này kia đó à. Nó vậy cho con mới nói thôi kệ đánh liều đi con cũng dái con nó hồi giờ không có linh đó tiệm về em thăm nhà thăm cửa chứ đừng làm cho tôi rồi con cái nó sợ người ta cũng bà vậy đó chị rồi à. Có bắt chước người ta nói tại người ta ở đây người ta biết á
ba bài vậy á. Nghĩa là cô 12 giờ đêm là cô thấy có tiếng chèo xuồng gần nhà. Dắt đó ở mưa đi. À tới giống bây giờ đấy là chú ấy đi đổ đó, đổ răng lưới nào kia. Nó cứ tới giờ đó là nghe tiếng. Mà ở đây vòng vòng thấy ổng rồi đó mà em chưa thấy. Hay là những người xung quanh này là nhìn thấy, thấy chú về rồi. Thấy ổng về ở trần không? Dạ. Thấy ổng ở trần không? Là trong khi ổng chết là mấy ông này tắm rửa ổng ở trần cái lột đồ ổng đồ cháy rồi đó. Lột ra đó rồi đem về đây mới mặc đồ nè. Khiêng ổng từ bên sông về đi dưới xuồng, thằng em nó cho mượn xuồng khiêng từ bên sông về là ổng ở trần. Giờ mấy bà này thấy ổng ở trần không? Mà là bao nhiêu người thấy vậy cô? Nó hai ba người thấy gì đó. Hai ba người thấy chú về đó. Con nghe nói mấy người mà bị sét đánh này là thiêng lắm nè. Như ông ngoại bác con nó ví dụ như ai bị sét đánh á, cái mộ đấy là phải coi á, không được là không nên là ví dụ như là khi mà chôn xong á là phải coi cái mộ đó. Chứ không là những cái bọn mà trộm cứ nó giống là nó đào lên, nó lấy cái lấy tay chân để đến làm cái phương tiện để đi đèn trộm á. Vậy đó hả? Có gì luôn hả cô? Có. Linh hay gì á? Linh lắm. Có nghĩa là khi mà nó đi đèn trộm đúng không? Là có nghĩa là nó làm sao để cánh tay nó chỉ đi hướng nào là nó đi hướng đó, không bao giờ nó bị bắt. Vậy đó hả? Ngộ người ta. Con nghe nói rồi đấy. Còn cái mộ mà khi mà bị sét đánh là phải coi thắp điện coi đàng hoàng. Chứ không làm tới nó đào trộm luôn. Ôi ngộ rồi. Đúng. Hồi đó thì người ta nói vụ đào lấy vàng đồ, nói người giàu đem vàng theo đào lấy vàng. Mà giờ có vụ đó nữa ha. Con tại hồi con còn nhỏ con nghe nói mà con không biết đúng hay sai. Chưa thì cô cũng nghe nói vậy. Nghe là bởi vì có gần chỗ nhà con hồi con nhỏ là thấy là có nghĩa là nhà đấy cũng bị một người bị sét đánh chết. Xong mà phải thắp điện rồi bắt đầu rào xung quanh để coi cái mộ đấy cho phải bao nhiêu tháng. Cho tới khi mà ấy xong rồi mới thôi, hoặc là giống được phân hủy xong rồi mới thôi, mới thôi coi, mới thôi thắp đèn. Chứ không là giống như là những điện thần linh kêu điện thần linh hay gì đó. Vậy đó hả cô? Nó chặt tay hay chặt chân gì đó để nó lấy về nó luyện, nó làm cái bùa hay cái gì con không biết, nhưng mà con nghe nói vậy đó, còn không biết có đúng hay không. Thôi bà với chị Chính có vào thắp nhang cho chú đi. Thắp chưa? Mấy đốt rồi. Thì vào đốt, đốt cho em cây em đốt đây. Con cũng nghe nói về gia đình cho nên là con cũng tới thăm có tí thắp nhang cho chú ha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ luôn chú ạ. Dạ, giờ trời ơi giữ nó suốt cái bà ơi, nãy nhớ ổng khóc như vậy quá. Chú lấy cà phê con uống chi vậy? Có tí thắp nhang cho chú để đến đây à? Để đây đúng không chị? Ngồi xuống. Đấy. Thấy nha, ngồi đi tắm nha. Nó mày mày thằng nào mày bệnh đó. Thấy chưa? Đồ đã mà lấy cà phê ra chứ vậy? Ai uống mày uống không ngủ được á. Cô mặc đồ đẹp không? Dạ, nó mà biết tay Dạ, rồi em nghe nói em rủ đi vô đây. Em ở gần, em biết anh ảnh em buông mặt, anh không vắng. Anh hô chị ở gần nhà anh mà không biết ảnh. Ảnh hay đi về ngoài đó. Thôi con nay con cũng có tới thăm cô và cũng như thắp nhang cho chú ha, chia buồn cùng gia đình ha. Nếu mà có dịp thì mình gặp sau ha. Cảm ơn cô. Dạ, thôi con đi nha. Dạ, chào cô.